Cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ có tổng diện tích 16.000 m2, khởi công năm 2009, hoàn thành vào tháng 10 năm 2013 tại cực đông của đất nước, thuộc km số 0, mũi Sa Vĩ, phường Trà Cổ, thành phố Móng Cái. Được xây dựng bằng nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia theo phương thức đầu tư công, quản trị tư. Công trình gồm quảng trường, khu dịch vụ và cụm công trình chính với kiến trúc độc đáo, biểu tượng 8 lá dương khổng lồ bằng bê tông vĩnh cửu hướng lên trời. Vành đai bê tông khắc họa hình ảnh văn hóa truyền thống Việt Nam, trong đó có đặc trưng văn hóa của người dân mũi Sa Vĩ, thành phố Móng Cái, trở thành biểu tượng của đất nước, là sản phẩm du lịch bền vững, vươn tầm ASEAN và quốc tế. Trước đó, ngày 16 tháng 1 năm 2020, trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á FTA 2020 tổ chức tại Vương quốc Brunei, Cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ đã vinh dự được trao giải thưởng Sản phẩm du lịch bền vững thành thị ASEAN 2020. Đây là giải thưởng cao quý, có phần tôn vinh và phát triển thương hiệu của sản phẩm và dịch vụ du lịch chất lượng cao, nâng cao hiệu quả xúc tiến du lịch Việt Nam, tỉnh Quảng Ninh nói chung và thành phố Móng Cái, địa đầu biên cương Tổ quốc nói riêng, và thương hiệu điểm đến quốc gia Việt Nam vẻ đẹp bất tận.